Xin chào anh em, đây là một video cực nhanh hướng dẫn reset lại kính một chạm mà áp dụng được cho đại bộ phận những dòng xe hiện đại hiện nay. Và các bạn có thể thấy tình trạng đơ phổ biến của kính một chạm đó là khi nó đang đi lên dở thì bỗng dưng nó dừng lại hoặc nó lộn đầu. Và nếu mà nguyên nhân gây ra hiện tượng kẹt này ấy, nó là những cái nho nhỏ như là một mảnh pháo giấy hay một cái lá phượng thì việc reset này sẽ có công hiệu. Còn nếu mà nguyên nhân của nó là những cái kẹt rất lớn, ví dụ như là một cái cành cây nho nhỏ hay là một miếng giấy đủ dày, thì các bạn buộc phải tháo cửa ra để cứu. Và việc reset thì diễn ra như sau: các bạn sẽ sử dụng cái nấc đầu tiên, tức là nấc không tự động của cửa, để kéo cửa lên từ từ. Khi nào mà cửa chạm đến nấc cuối cùng, kịch một cái thì các bạn giữ nguyên tay như vậy, chứ không phải là kéo lên nấc thứ hai nha. Giữ nguyên tay như vậy trong vòng 5 đến 10 giây và làm ngược lại với chiều đi xuống, tức là các bạn cũng sẽ dùng nấc đầu tiên để ấn cửa xuống. Xuống kịch thì các bạn giữ nguyên thêm 1, 2, 3, 4, 5 đến 10 giây và bỏ ra. Sau đó thì cửa các bạn đã hoạt động trơn tru lại như ban đầu.